đầu tư 35 tỷ USD để trở thành nước đi đầu về sản xuất hydro. Kế hoạch đầu tư này nằm trong lộ trình dài hạn France 2030. Trong đó trao cho các doanh nghiệp nhỏ và khởi nghiệp vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng nền công nghiệp tương lai của nước Pháp. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 12 tháng 10 đã công bố kế hoạch đầu tư trị giá 30 tỷ euro, 35 tỷ USD giai đoạn 5 năm hướng tới mục tiêu đi đầu trong lĩnh vực sản xuất khí hydro vào năm 2030. Phát biểu tại một hội nghị các doanh nghiệp, nhà lãnh đạo Pháp khẳng định các doanh nghiệp nước này cần tiến hành đồng thời công cuộc đổi mới và công nghiệp hóa. Ông nhấn mạnh Pháp cần là quốc gia có năng lực sản xuất cao hơn nữa. Ông Macron công bố kế hoạch đầu tư này tại thời điểm chỉ còn 6 tháng sẽ diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Pháp. Nhà lãnh đạo Pháp cho biết kế hoạch đầu tư này nằm trong lộ trình dài hạn có tên France 2030. Trong đó trao cho các doanh nghiệp nhỏ và khởi nghiệp vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng nền công nghiệp tương lai của nước Pháp cùng với những tập đoàn lâu đời. Tổng thống Macron cho rằng cuộc khủng hoảng dịch Covid-19 đã tác động đến tất cả mọi người, đồng thời cho thấy sự cấp thiết phải đổi mới và thúc đẩy sản xuất công nghiệp trong nước. Ông nhấn mạnh Pháp phải xây dựng lại khuôn khổ sản xuất độc lập cho Pháp và châu Âu. Theo ông, khoản đầu tư 30 tỷ euro nhằm bổ sung cho kế hoạch phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19 mà Pháp công bố hồi năm ngoái trong đó sẽ trích phần lớn để thúc đẩy các chính sách năng lượng xanh. Tổng thống Macron cho biết đến năm 2030, Pháp phấn đấu trở thành nước đi đầu trong sản xuất điện không phát thải carbon. Sau đó sẽ xây dựng một lò phản ứng nhỏ cùng hai nhà máy sản xuất khí hydro. Ông cho rằng Pháp cần chuẩn bị năng lực hướng tới sản xuất 2 triệu xe ô tô điện và hybrid vào năm 2030. Đồng thời chế tạo máy bay phát thải khí carbon thấp trong cùng giai đoạn này trong nỗ lực đạt được các mục tiêu giảm khí thải đã đề ra nhằm hiện thực hóa các cam kết trong hiệp Định Paris về biến đổi khí hậu. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.